Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bella, người chuyên kể chuyện trong Bella Stories Day. Clip hôm nay sẽ về một chuyến đi offline cùng hội Porsche Club Sài Gòn nha. Đây là chiếc áo ba mình thiết kế cho hội nè. Lúc nào mình soạn đồ hai đứa này cũng lăn xăn hết đó, tại tưởng được đi chơi mà rốt cuộc bị ở nhà. Nè nè, coi nó nè, leo lên xe sẵn để được đi chơi luôn đó. Đây cũng là một chiếc áo do ba mình thiết kế nè. Bây giờ thì nhà mình chuẩn bị xuất phát. Tao đó thấy chưa, lần nào mình đi tụi nó cũng đòi đi hết trơn á. Nhà mình khởi hành khá là sớm cho nên là có thể thấy mặt trời vừa mới mọc lên luôn nè. Nhà mình đang trên đường đến bến du thuyền Novoland là địa điểm tập trung của tất cả mọi người trong hội. Tối rồi nè, nhưng mà hình như là nhà mình đến khá là sớm cho nên là chỉ có một vài gia đình ở đây thôi. Selfie một chút thôi. Các bạn có thấy chiếc flycam của chú cameraman không? Chuyến đi này được chuẩn bị vô cùng chu đáo luôn đó. Mình ăn sáng nhẹ với một ổ bánh mì Như Lan. Mọi người gần như đã tập trung đông đủ hết rồi, các bạn xem qua các chiếc xe trong hội nha. Rất là nhiều màu sắc luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang ở bến du thuyền của Novoland và mình chuẩn bị xuất phát. Lên đường thôi. Đã tới trạm dừng chân rồi nè. Các bạn thấy vườn thanh long là biết sắp tới Phan Thiết rồi đó. Đây là khu nhà mẫu của Novoland Phan Thiết, được sơn bằng màu pastel rất là dễ thương luôn. Và mình chỉ đi tham quan thôi chứ không ở đây nha các bạn. Sau khi tham quan một vòng thì cả đoàn mình chuẩn bị đi ăn trưa. Trời, bây giờ đã là 2 giờ rồi mình mới được ăn nên mình đói xỉu luôn. Sau khi ăn xong thì cuối cùng mình cũng được đến resort rồi. Địa điểm mình ở trong 3 ngày tiếp theo sẽ là Santara Mirage. Các cô chú nhân viên ở đây ra đón rất là nhiệt tình luôn, còn cầm dù ra che nắng cho mình nữa. Bây giờ thì mình lên xe điện để về phòng. Vừa đi chú nhân viên vừa giới thiệu các địa điểm chụp hình check-in cho 2 ngày tới của mình. Bây giờ mời các bạn tham quan một vòng villa của mình nha. Vừa mới vào thì ở bên tay phải mình là phòng tắm và đây là quầy bar mini. Còn ở trong này là phòng ngủ có 2 giường và có chỗ chơi xích đu và leo núi cho con nít luôn. Nhìn thích quá cho nên mình ngồi đu và để cho chị mình đi quay một mình luôn. Còn đây là toilet ở bên trong. Đây là phòng tắm và hồ bơi riêng nằm trong villa của mình. Bây giờ thì lên lầu xem có gì nha. Cũng là phòng tắm nhưng mà lần này có thêm cái bồn tắm nè. Phòng này sẽ dành cho ba mẹ của mình vì có một cái giường rất là to. Còn đây là view nhìn xuống hồ bơi. Bây giờ thì mình chuẩn bị cho buổi chiều đi đón hoàng hôn đây. Mình đang trên đường đến ngọn hải đăng nơi có thể nhìn thấy view toàn cảnh của biển và resort từ trên cao.
Ôi trời ơi, gió là gió, mình vừa mới bước ra khỏi cổng là gió muốn cuốn bay cái đầu mình đi luôn á. Gió làm tóc mình rối tung quá trời luôn. Nhà mình phải đổi địa điểm đi ngắm hoàng hôn ngay lập tức. Đây đây, đã tìm được địa điểm thích hợp rồi nè, không có gió nha. Wow, nhìn bầu trời rực lửa lên nè. Nhà mình rất là mê đi ngắm hoàng hôn và bình minh luôn đó. Tới giờ chụp hình thôi nào. Hello mấy bạn, hello các bạn, nhà mình đang đón hoàng hôn nè. Tối hôm nay sẽ là một tiệc buffet welcome night và có rất là nhiều món ngon luôn. Đây là các loại bánh ngọt rất là ngon luôn và còn có thêm rau trái cây nữa. Đây là món xương bò rượu vang mình rất là thích cho nên mình phải ăn hai lần mới đã cái nư. Đây là quầy hải sản thịt nướng bánh xèo và hàu nướng phô mai. Bên đây là chả giò. Bây giờ ba mình sẽ lên chơi game để giao lưu với mọi người. Các bạn có nghe giọng chị em mình la để cổ vũ ba mình không? Mà rút cuộc ba mình thua nha các bạn. Kết thúc ngày đầu tiên ở Phan Thiết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Mình bắt đầu ngày thứ hai vào lúc 5 giờ sáng để đi đón bình minh cùng cả nhà. Mọi người nhìn cái view từ cửa sổ nè, đẹp chưa? Còn đây là view nhìn thấy được hồ bơi và các căn villa luôn. Mình đã tắm xong hết rồi, bây giờ mình sẽ chờ mẹ mình với chị mình tắm xong. Nhưng mà trong lúc này thì mình sẽ đi xăm môi. Bây giờ mình sẽ đi xăm môi cái này nè, môi mọc. Mình mới chỉ đánh son dưỡng thôi, tại giờ em thôi nên là phải chờ tầm 5 đến 10 phút mình sẽ bắt đầu đi xăm môi. Chị mình đang xức kem chống nắng cho mình nè. Chị mình rất là khéo tay trong việc make up luôn cho nên là mình rất là tin tưởng chị mình. Bây giờ cả nhà mình chuẩn bị đi ăn buffet buổi sáng đây. Bây giờ thì mình đi lựa đồ ăn đây. Các bé há cảo này đã thu hút được mình. Hello mọi người, mình mới đi lấy đồ ăn như vậy. Trời, cái máy của mình nó bị fail. Cái này mình làm rớt. Ở đây nổi tiếng là hồ bơi vô cực rất là đẹp cho nên là ba mẹ con đã ra đây để tác nghiệp. Hello mọi người, chị mình với mẹ mình đi massage từ hồi 10 giờ rồi cho nên là bây giờ đi qua ăn trưa luôn. Mình đang đi với ba mình. Trời ơi, buổi trưa ở đây rất là nắng luôn. Reunited. Ủa sao nó flash vậy? Đôi hay một xíu là tới giờ ăn trưa rồi, mình lại đi ăn tiếp đây mọi người ơi. Hello. Trong khi chờ xe điện thì mình vào khu trò chơi trong nhà này, có máy lạnh rất là mát luôn nha. Xong rồi về phòng mình lại phát tiếp đây. Hi hi. Yo, check this, yo. Hello mọi người,
bây giờ nói gì ta? Mình mới ăn chưa xong bây giờ. Mình mới ăn chưa xong bây giờ. Mình sẽ chuẩn bị về phòng. Chị mình đang chụp hình cho em. Lát nữa tầm 3 giờ không mẹ? 3 giờ là mình sẽ xuống dưới chơi team building. Khơi. Bây giờ tới giờ chơi team building là trời rất là mát luôn. Mọi người có thấy cái đám mây này giống không? Ở đây thấy được cái mặt mắt mọi người của thấy đó bà. Cái này cái giống mặt đây thấy rõ người không? Đó cái mắt. Wow. Mình về phòng và chuẩn bị cho tiệc gala dinner. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ăn tối. Bây giờ mẹ mình với chị mình đang đi qua spa. Không phải là làm spa nhưng mà đi trả tiền. Mình đi ăn tối thì mình không có đánh má hồng hay là gì hết. Mình chỉ đánh son. Cái này là dạ. Áo bạn thiết kế gì hôm nay là kem. Vô rồi đi con. Dạ. Đây là menu của buổi tối nay. Em ok. Để mình lấy cháo ra mình lên. Đây là chiếc bánh kem cho kỷ niệm 2 năm thành lập của Porsche Club Sài Gòn. Đây là một đoạn ngắn được Việt Rally quay lại trong hành trình mấy ngày qua nè. Kết thúc ngày thứ hai rồi, trời quá mệt luôn nhưng mà rất là vui. Bây giờ tụi mình tẩy trang và đánh răng đi ngủ đây. Sáng nay mình đi dạo lại một phòng restart tại vì hôm nay là ngày cuối rồi. Mọi người, hello. Hôm nay mình đi đón mình nhưng mà hơi fail. Nhưng mà cũng chụp được mấy tấm hình ở phần nơi khác không phải là bầu trời. Hello mọi người, bây giờ nhà mình sẽ đi ăn sáng. Hi. Mình bắt đầu buổi sáng bằng một tô bún bò. Mình đi chụp hình thôi chứ mình không có đi chơi nha. Nhưng mà cái khu này nó rất là wow, nó có rất nhiều. Trong cái khu resort này nó có rất là nhiều trò chơi luôn. Rất là nhiều khu chơi. Có hai cái sức đua mà mẹ mình với chị mình giành hết rồi nên là mình phải qua chơi cái này. Mẹ mình thấy mình tội quá mẹ mình trả ra cho mình cái sức đua hi hi. Này mình đứng mình gõ chơi thôi chứ mình không biết đàn nha. Lên đường về thôi. Trên đường về cả đoàn mình ghé qua resort này để ăn trưa nhưng mà tiếc là chỉ ăn trưa xong rồi về luôn. Ở đây rất là mát mẻ và nhiều cây xanh luôn. Cô nhân viên đang chỉ cho mọi người cách ăn lẩu thả ở Phan Thiết nè. Đây là món nổi tiếng đặc trưng ở Phan Thiết luôn. Mọi người tới Phan Thiết nên ăn thử nha. Bây giờ thì mình sẽ về với hai con chó đây. Nhớ hai con chó quá cho nên nhà mình ghé qua mua bánh mì cho nó nhanh. Đây là tiệm bánh mì ưa thích của cả nhà mình luôn, vừa rẻ và vừa ngon. Ê, ê.
vừa ôm hai con cháu và vừa ăn bánh mì thôi. Mọi người đã xem đến cuối video nha, mọi người nhớ like, share và subscribe cho Bella Stories.